Lao xiên cá. À, 8, 10, 10 à. À. Ái chà. Đây, 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 đây. Ái chà. Ái chà chà. Chà chà, cái này là hết đất cái đó. Cái hoa này ghê đấy. Rồi chuẩn bị mọi người nhìn một cái lông VIP Pro này. Đó, 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 bắt đầu rồi đó, bắt đầu rồi đó. Ái chà chà. Oh my god. Ái chà chà. Mạnh chưa, mạnh chưa, mạnh chưa. Ái chà chà. Rồi chuẩn bị cái ly này. Chuẩn bị cái ly này. Đấy, nhìn chef kiss, chef kiss. Siêu mạnh. Rồi chuẩn bị cái đồng hồ siêu ngon nữa này. Đó, đẹp chưa? Đó, đẹp ha, đẹp ha. Ok. Không, vấn đề là ly đồng cầm lao xin cá thì ly là tắt ha, chứ là cầm trứng thì ly lôi ha. Đó, vậy là hợp lý rồi. Ok. Raiden này 10 điểm. 10 điểm. Mới vô đã có và đã có 10 điểm rồi. Thấm xét rung động. Cái set mix này, 2 tấn công, 2 tinh thông mà muốn review. 79, 77, 213 cũng ngon, thì qua nào thì cũng ngon, nhưng mà set mix thì nó vẫn còn đang hơi trừ điểm xíu. Được này, mạnh, cái này mạnh này. Này mạnh luôn này. Bốn vòng ngon hết này. Cái này mạnh luôn này. Ok. Tôi cá là mọi người cứ nhìn lộn nhé. Tôi cá là mọi người nhìn lộn luôn đấy. Bận mắt quá. Rồi còn cái offset nữa để coi luôn đi. Ok, mạnh luôn. Rồi, để check top trên Akasa đúng không? 5 minutes later. Top 104, Tignari cầm set mic à. À, đó, top 104 Tignari nha. Chỉ bị cái là set đồ tạp nham thôi, nhưng vẫn 9.5 ha, vẫn 9.5 nhá. Set 4 thì tôi cho 10 luôn rồi đó. Alekino. Cái này được, set chấn ổn. 10 8 á. Ái xà xà. Nhưng mà phòng ngự hơi nhiều nhá. nhưng phòng ngự hơi nhiều nhá. Ok, cái này mạnh này. Ok. Cái này hơi tiếc. Ok, cái này hơi tiếc, nhưng không sao. Ái chà chà, 17.5 tỷ lệ bạo à. Ái chà chà, 15. Hưng ơi. You champ it. Hưng ơi, Hưng à. Cái này được luôn. Ok, ổn. Con này anh nghĩ là 9.25 đi, 9.25 còn hơi thiếu tấn công một xíu, nhưng mà nhìn chung rất là mạnh ha. 9.25. Vua dấu ấn, từ vua dấu ấn à. Hồi ức Tula này. Ok, C0R1 nhá. C0R1 2.000 tấn công được này. 86, 224 được này. Ok. C0R1 thì chăm nạp được ha. C0R1 chăm nạp được. Mạnh này, ok, mạnh. Ê, mạnh hơn của anh nha. Ông á, hơi đau lòng á, mạnh hơn của anh về CV nha. Mạnh. Ê, thế cái mạnh hơn của tôi là sao vậy em? Ê, đâu á. Ok, cái này relatable này, hợp lý. Ok, hợp lý. Ok, được. Cộng điểm.
Nice. Ấy chà chà, cái cung anh. Ok, bôi chè 925 nha. Rồi. Ê, tôi ngừng review luôn. Đừng không review tiếp. Gì vậy? Hả? Tại sao? Tại sao lại lời thề xả thủ thần ấy? Tại sao tích Nari level 80? Bình thường. Được. Bẩn mắt vô cùng. Bình thường. Được, ok. Không giống điểm. Ok, Raiden C3R1 C3R1 8-10-13. Ê, từ. Khoan. Hơi thấp tấn công này nhưng mà từ. Ê. Khoan đã, cái gì đây? Ok nha. Ok. Được nha. Cũng mạnh luôn. Ok, cũng mạnh. Con này cũng được đấy. Ấy chà chà. Cái này hai cái bốn vòng hết vậy? Hình như hai cái bốn vòng hết đấy. It was perfect. Perfect. Có ai nhìn lộn không? À, cái này có ai nhìn lộn không đấy? À, cái hiệu quả nào nguyên tố này hơi mắc pin. Hơi mắc pin đấy. Đáng sợ thiệt. Nó lệch một vòng kìa. Tiếc thế nha. Nó lệch đúng một lần kìa, nó mà không lệch một lần là ngon lắm á. Hơi tiếc. À, hơi tiếc nha, nhưng mà vẫn mạnh. À, cái này cũng mạnh luôn này. Ấy lèo mạnh điên. Cái này còn mạnh hơn Raiden đầu video, đầu stream nữa chứ. À, 10 điểm. Florin trấn này, Florin trấn, ok ổn. Florin ổn này, ok. Cái này mạnh nha. 80, gần 80, 247 là mạnh này. Tinh thông cũng được, cô tinh thông cũng có được luôn. Ok, hiệu quả đạt biến tố 100 thì chắc cũng tạm ổn, 2000 tấn công là được rồi này. Ok. Ok, mạnh, cái này mạnh này. Này được luôn, ok này được. Hơi chia buồn xíu à. Nhưng mà ok, tạm giữ được. Hả? Phải lèo cái Lilo on set. Lilo on set. À. Đây. Ờ. Lại. Mọi người à, cũng mạnh đấy. Ái chà chà, cũng ổn. Ok nhá. À, Alekin, con này chỉ có thể thay được mỗi cái đồng hồ thôi, chứ còn lại là 9 điểm rồi đó, 9 điểm luôn á. Phải leo thiệt. Cái bé trấn này, ok. Từ 70. Ê, khoan đã, từ, cái gì đây? Cái gì đây? Khoan đã. Nạp nó cũng dư, nạp nó cũng đủ luôn này. Ấy chà chà. Được này. Ấy chà chà. Con Neo có vẻ là con Neo mạnh nhất mà tôi từng thấy đấy. Ok, vừa đủ. À, đẹp quá. Chỉ cái tiếng là không phải ly thủy thôi, nhưng mà ly này cũng mạnh luôn này. Nó mạnh điên. Ấy chà chà. À, quá đẹp luôn. À. ngon. Quá đẹp. Neo Village 10 điểm. À, bắn trúng luôn. Quá đẹp. Ê, xiao. Thương Thiên Nham.
Xiao này Xiao hơi phân biệt chủng tộc. Xiao này hơi phân biệt chủng tộc mọi người à. Hơi chung được chủng tộc một xíu nha. Ok, Thương Thiên Nham thì tỷ lệ này ổn, tại vì cầm Thương Thiên Nham nó búp thêm 7 tỷ lệ bạo kích cho mỗi nhân vật ly quê nữa, mà nếu đi với bà cò thì yeah, đi với bà cò thì bơi thêm 7 là 80. 82, 82 là được, 172 ngon nha, tại vì này là không có đồ crit rate. Ok, ổn. Hiện tại đang ổn. Nhưng mà liệu có set 22 không? Ồ, set chấn. Ok, set chấn. Này tôi có qua rồi mà tôi quên. Được, này được. Này mạnh này, mạnh. Này mạnh luôn, ok mạnh. Này gánh nạp, cái này là cái đồ gánh nạp đi. Cũng được ha, cũng được, chỉ bị cái lô rô nó tỷ lệ bạo ơi, hơi tiếc. Magic. Mọi người, tôi nghi là mọi người cũng sẽ nhìn lộn cái này nè. À, hôm nay toàn mấy chuyên gia ảo thuật. Giao này cho 9.5 nha, đẹp quá. Tu phụ quan rình ghi. Chấn này C1 này, ok, C1 bình thường. Khoan, hơi thiếu HP xíu nhưng mà khoan. Ok, tinh thông mà 29.000, 20 mấy, 27.000 HP vẫn nhiều nha. Tinh thông 27.000 HP vẫn nhiều nha. Và cái đồng hồ tinh thông này mạnh điên. À. Wow. Ui. Thương ơi. À. Ok, cái này cũng mạnh luôn, nó còn có tinh thông nữa chứ. Vua hu tam này 10 điểm rồi. À, 5 minutes later. Top 964 hu tao nhá. Ghê đấy. Cái hai chắc không có thể hiện gì lắm rồi đó. Phải hả? Từ. Cầm trấn C2R1 93 tỷ lệ sát thương bạo 238, hiệu quả nạp 181, 29.000 HP hả? Khoan hả? À, mạnh này. Ok, mạnh luôn này. Mạnh này, yếu hơn của tôi đó nhưng vẫn mạnh này. Cái xài được, cái này xài được. Ok, xài được này. Ok, gánh này, gánh nạp một đống này, ok. Mạnh luôn này, ghê á. Đó, ghê chưa, đó, top 344 Urina đó mọi người. Quái vật, quá mạnh luôn. Ok, con Urina để cho 10 điểm nha, tôi thấy con Urina này xứng đáng 10 điểm đấy. Con mới, Đoạn Thảo Trường Đao này, à, Đoạn Thảo Trường Đao à, có bị có cướp đồ của... Ê mạnh nha, ừ mạnh thì mạnh đấy, 404 tinh thông luôn. Hơi thiếu nạp một xíu nhưng mà cũng mạnh. Nhưng mà có cướp đồ của Raiden hay không ấy. Có cướp đồ Raiden hay không. Quan trọng, câu hỏi đặt ra là có cướp đồ của Raiden hay không này. Có cái mạnh này, tôi nghĩ cái này chắc không cướp đồ Raiden đâu ha. What the hell. Hưng ơi. Ừ. 82 tinh thông và 23.3 hả? Phải liệu max roll 2 cái này đi. Oh! Ew! Dude! What the fuck? À, 34.2 luôn chứ. Phải liệu thì con này cho 975 luôn á chứ, 975 nhá. Cô lẹm bố lẹm.
Ê, 70... Hả? Ê, hơi thấp HP mà quá trời heo. Cái sát thương bạo rồi đấy. Hả? Gì nữa vậy? What's this? Ok. Cũng mạnh luôn này. Ok. Ok nhé. Oh hell no. Hưng ơi. Quá nhiều Hưng ơi trong ngày hôm nay. Quá mạnh luôn, 18 tỷ lệ bạo đi chứ. Phải lèo thiệt, 18 tỷ lệ bạo đi chứ. CV bu. Này 9 điểm rưỡi CV bu á. Đào xuyên cá T0, R0. Có bài. Ê ngon nha, từ ngon nữa này, thêm một Raiden ngon này. Ok. Thêm một Raiden ngon này. Ok, ổn. Ổn luôn, ổn. Ổn. Nãy giờ toàn đồ mạnh á. Nón gánh phết. Cái hiệu quả nào nguyên tố này cũng gánh đi gánh khùng. Hiệu quả nào nguyên tố này cũng gánh đấy. Gánh phết. Ok nha. A này cho 8.75 nhá. Ok, Ganju Kumamoto. Ok, Ganju Kumamoto cũng được C1. Ok. Ê, 64-230 ngon nha. Ê, Amoth ấy, cái này Amoth ấy, từ khoan. Amoth 64-230 à. Amoth mà. Amoth ấy, cái này Amoth ấy, từ khoan đã. What? Ok, cái này nó đẹp này, cái này có sóng hút tinh thông đẹp này, ok. 15 tỷ lệ bạo ngon luôn này, ok. Chắc thường nguyên tố băng ngon luôn này. Gớm điên, gớm khùng. Ok, cho con này 925 nha. Nghe vui, nó 9.5 thì 9.5 nha. Hyro D2, R1. It's the biggest piece of dog shit. Mạnh dữ chưa? Raiden này mạnh. Cung mệnh mạnh á. Mạnh ai lấy chơi vậy? Được. Cũng được. Mạnh luôn rồi. Ê, ba cái đồ dấu ấn mạnh vậy mà sao cái này đưa ai cầm cái nón mà. Cái này cũng được luôn. Ai cầm mất cái nón dấu ấn. Ông chấm điểm đi. Con sang liên này như thế nào mà farm dấu ấn là sai lầm. Sang liên thiêu đốt. Thì ra là sang liên thiêu đốt. Sang liên thiêu đốt. Mà vẫn 232 nạp ấy chứ. Thì vẫn 322 nạp mà 198 tinh thông ấy chứ. Phải lèo từ từ khoan đã, cái gì đây? Ê con sang liên này hơi ảo nha, từ từ khoan đã, cái gì đây? 20 nạp để 4 dòng ngon này, ok. Ê mạnh nha. Gánh nạp này. Phải lèo. Mạnh luôn này, ok. Mạnh nốt. Ê con này hạng mấy vậy? Sang liên hạng 65. Hạng 65 nha mọi người. Bỉ sang liên này top 1 rồi đó. Ok, 10 điểm sang liên nha, 10 điểm. Ganju này gì đây? Dục thủy. Ê, Ganju dục thủy. 199 ổn. Wait, what the hell? Ok. Ok.
17 crit rate. 17 crit rate. 17 crit rate. À, ok. Ok, 14 tấn công này. À, bị cái đó cầm dược thủy nên hơi thiếu tỷ lệ, hơi thiếu tấn công ha. Nhưng mà ok, con ganh vô 10 điểm. Oh my god. Đứng C3R1, lại C3R1 nữa. Tấu 695, 271 cũng ngon này. Ok nhé. Ok, được. Mạnh. Phải liều mạnh thiệt. Cũng mạnh luôn, mày ba dòng phụ hơi tệ. Ừ, ly tấn công thiệt mà. Ly mạnh nha. Phải liều. À, thì 48 CV á, thì 48 CV á, ok nhá. Rồi. Này 9.5 nhá, con Raiden này 9.5 nhá. À, có thật sự là top 52 thế giới hay không đây? Top 52 thế giới là sao đây? 10. Ok. Từ top 52 thế giới là sao 64.5 ấy. Từ. sao lại 54.5, 64 là sao ấy? 17 tỷ lệ thì phải liều thì 15-19 này kì. Phải cứt thiệt, cái gì đây? Mạnh luôn này. Koyaka là chơi CV rồi, hơi thiếu tấn công nha, hơi thiếu tấn công ấy. Đổi cái đóng tỷ lệ đó qua tấn công thấy được hơn á, nhưng mà cũng mạnh nha. Ok, Ayaka này chắc cũng 975 đi, 975.